Chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game Ocean Global. Và hôm nay là mình sẽ tiếp tục hoàn thành cái căn nhà của mình. Trước đó mình đã xây một xíu rồi, mình trong cái nghỉ giải lao giữa hai hiệp mấy bạn. Đó mình sẽ xây một cái như này. Chưa có hoàn chỉnh lắm, nó nhìn nó xấu quá à. Giờ mình cần khá là cần gỗ nên mình sẽ móc gỗ, nhưng mà trước khi móc gỗ là mình sẽ xây thêm cái gỗ nền tảng. Tại mình làm được vài cái gỗ nền tảng khá là ngon. Đây. Đây. Được 3 cái. Đây. Ngon chưa? Và mình làm một vài cái để mình làm xong việc cho nhanh, và mình làm được cái này đưa là đấy. Mình làm được một cái hòm nữa bạn. Đây, cái hòm khá là ngon nha. Mình để ở đây, từ từ mình sẽ chặt gỗ bên mấy bên kia sau. Và hôm nay mình sẽ chú tâm vào cái mấy cái mà đây, và mình mở được cái mấy cái sản xuất này ra nó nhanh lắm. Mình sẽ chú tâm vào xây xong cho nhà của mình bạn. Ok, mình sẽ tôi nhánh đoạn cắn mình bạn. Rồi xong mất bè luôn. Quên không quăng kia vô đây. Đây. Mình quên mà. Thôi mình cũng có nhiều gỗ mà. 28 gỗ trong một lần đi đó. Xây lại. Nghe điểm mập. Đây. Mình sẽ lấy. Tại mình có mấy này rồi, mình khá là giàu. Đây. Ok. Đó, mình sẽ tạo ra mấy cái này nè. Đâu rồi cái một cái dây hết rồi này. cái dây hết rồi bây giờ mình sẽ tạo cái dây trong đây, thấy không? Đúng rồi, cái dây tạo ra từng. Ok, mình sẽ tạo tiếp một cái đây, cái gỗ nền tảng mình có. Đây bạn. Mình phải xây thêm cột rồi bạn. Xây thêm cột. Xây thêm một cái cột ở đây. Xây thêm một cái cột đây mới có thể nâng ra được. Đây, một cái cột đây. Có lẽ là vậy. Đây, một cột ở đây này. Đây, đây, right there, yes. Để mình nâng ra được vậy. Đấy, xong. Mình sẽ làm một cái sản xuất coi. Sự sống còn. Nơi trú ẩn mình. Đây, nơi trú ẩn mình đủ rồi bạn. Mình sẽ làm một nơi trú ẩn trên đây. Hợp lý phết. Được không? Làm chỗ nào đẹp đẹp xíu coi. Đây. Đây hả? Ok. Mình làm gì được? À, cấp 1 cho sức khỏe mình tăng lên mẹ. Nơi chủ ẩn sức khỏe mình tăng lên. Đấy, vô mình ngồi ngắm cảnh. Ủa, đẹp phết. Móc mấy gỗ này mẹ. Móc mấy gỗ này mẹ. Đây. Hôm nay mình sẽ hoàn thành cái nhà của mình trên đây thôi. Và mình sẽ lên mình xây một vài thứ mình chưa xây mẹ. Như là cái máng bên đây. Cái máng mình sẽ xây một bức tường.
Ví dụ đây, phun, mình xây, chắc mình xây full cửa sổ luôn á. Full cửa sổ sẽ hay hơn. Mình thích full cửa sổ, nhìn đâu ra cũng là view. Mình không còn cửa. Cửa trong đây phế. Đây. Đây. Vẫn che nhầm xấu nha, mình xấu thật sự quá. Xấu thật sự. Ok, mình sẽ xây thêm hai cái này. Quá, mình sẽ xây trong khu vực này. À, mình phải có cái ván kia mới xây lên được vậy. Mình phải có cái ván này mình mới xây lên được. Thế ra là thế. Sẽ xây thêm một vài cái tường bên đây. Đây. Gỗ khá là nhiều, gỗ khá là nhiều, xây lại, xây lại. Móc gỗ trước đi tính. Ok, mình sẽ skip qua thêm một cái skip nữa qua cái đoạn mà mình đủ tất cả mọi thứ để mình xây với bạn. Ok. Ok các bạn, và mình đã làm xong rồi đây. Và căn nhà mình chỉ có vậy thôi nè đây. Và mình sẽ xây thêm một cái bên đây nữa bạn. Xây một cái gỗ nền tảng đây. Đây. Mình sẽ xây khác một thiêu đi. Đây. Mình sẽ xây thêm một cái cửa sổ, cái view á. À, cái view cho đẹp lên xíu. Đấy. Ở đây. Ở đây bạn. Một cái sấm sét nhìn như cứt đây. Ok, và mình sẽ xây thêm một cái gì ta, cái thùng đồ đó, đây, cái thùng đồ bên đây, một thùng kiểu như cái đồ cứu trợ mình vậy, và một thùng đồ thức ăn đây, thực phẩm đây, mình sẽ để ở đây đấy. Đấy, mình sẽ nâng cấp lên được là cái mình ăn một cái này là 140. Đấy. Chưa cải thiện được thôi. Và cái thùng đồ này mình có thể để đồ vô mấy. Và xuống dưới đây là mình sẽ làm được một cái gọi là cái hàng rào. Đây, cái hàng rào đây. Hàng rào bằng gỗ là 17, mình sẽ xây một vòng qua. Tiện cho việc có gì vớt mấy cái này không? Đây. Đây. Mình xây trừ hai cái đường này để mình đi cái gì mình đi đâu á, đi xung quanh á, vòng vòng. Úi, hết gỗ rồi. Mình sẽ móc thêm một xí gục. Luôn. Những cái vẻ trống trống nó cứ sao sao á. Đây. Đây, móc thêm gỗ. Bạn đĩ mập nó tới nữa. Hey, cái mập này. Cút ra nha. Ê, đừng có cho nó cắn. Cút. Ừ, hên quá, xem rớt nha. Xem mất một cái gì rồi. Và cái này mình đã chế xong rồi nè, ngon không? Mình sẽ lấy và bên đây mình sẽ lấy cái này. Ok, và mình sẽ chế tạo một cái là mình chúng chưa biết đây sản xuất cái dệt này, mình còn thiếu 4 cái nữa vậy. Mình sẽ để coi không đủ, mình không có vậy. Mà tập này mình sẽ nước chứa nè. Ok, mình sẽ xây nước chứa ấy. Đồng chứa nước mình sẽ để đây. Mình sẽ tăng lên, kiểu như tăng lên đấy.
tăng 140 và mình sẽ đi uống nước. Không phải xe thùng nước chứa là mình đi uống trước, uống nước chứa đó, uống nước thôi ba. Mình cứ đi uống rồi mình lấy qua anh kia mình lấy gỗ rồi mình kết thúc tập này luôn. Về không biết làm được, đó chắc đủ rồi mẹ. Về thôi, về làm thôi. Ây da. Ok. Và mình sẽ tiếp tục làm một cái đây. Ấy ấn lộn. Ấn lộn ba. Đây, ngon. Còn vô. Còn vô. Đây. Đây. Đó. Cá đâu cho sai không. Ok, công trình mình làm sắp xong rồi bạn. Có lẽ mình nên sửa cái khúc này nè. Mình nên sửa cái khúc này. Mình sẽ bỏ cái này xuống đây. Vứt cái này vậy. Vứt sao nhỉ. Xóa. À, mình sẽ xóa được vậy. Xóa. Kệ nó. Uống gỗ. Uống gỗ nhưng mà mình thích vậy. Mình kiểu như mình thích đẹp một chút xíu. Mình làm tất cả. Đấy, xóa. Đâu rồi? Ấy quên, nhầm. Xóa luôn. Còn cái này. Xóa luôn. Ok, mình sẽ lên, mình sẽ xây cái hàng rào cho đẹp hơn mẹ. Hàng rào đâu nhỉ? Đây. Còn mình 5 gỗ, mình xây được 7 cái hàng rào. Đây. Xây. Đây. Đồ, quá ngầu luôn. Đây mình có thể ngắm cảnh bốn phương tứ phía. À, mình sẽ xuống đây mình sẽ xây cho nó một cái gọi là cái gì ta? Cái đồ để bước ra để câu cá mà. Mình xây được 2-4 mảnh. 4 mảnh câu cá. Rồi. Ok, tập này mình chỉ đến đây thôi. Nếu bạn thấy bạn like và subscribe cho mình và các bạn có thấy nhà mình đẹp không nè, mình chỉ làm được như đây đó, mình làm được một cái ván câu cá và nhà mình đó, căn cứ của mình. Hôm nay mình chỉ làm thế thôi và giữa hiệp 2 và hiệp 3 đó là tập 2 và tập 3 mình chỉ làm một chút xíu nữa thôi chứ không có thay đổi nhiều quá đâu. Và mong các bạn thấy thích series này, mong các bạn like và subscribe cho mình nhé.